Good afternoon, Trilim xin thân chào các bạn thân mến. Hôm nay Trilim xin trân trọng giới thiệu với các bạn Visa 143 bảo lãnh cha mẹ định cư ở Úc. Các bạn thân mến, nước Úc là một trong những nước có đời sống văn hóa nhân bản và rất nhân đạo. Đất nước này đã đón nhận biết bao nhiêu thế hệ từ khắp nơi trên thế giới đến Úc để định cư và làm việc. Trong khi đó, những người thân là cha mẹ của các di dân này còn ở nước ngoài để tạo điều kiện cho gia đình được đoàn tụ là một trong những mong chờ của nhiều người. Chính vì thế, chính phủ Úc quyết định thiết lập visa 140A là loại visa cho con cái được đang định cư ở Úc và là công dân Úc được bảo lãnh cha mẹ đến ở Úc và định cư do chính phủ Úc quy định. Đây là một nỗi vui mừng của những người con khi đón nhận loại visa 143 này. Hôm nay xin trao đổi với các bạn đề tài visa 143 bảo lãnh cha mẹ có đóng lệ phí. Các bạn thân mến, visa bảo lãnh cha mẹ định cư Úc là loại visa 143 contributory parent visa suite class 143 là loại visa đóng tiền để bảo lãnh cha mẹ ở nước ngoài. Các bạn thân mến, visa 143 là loại visa subclass 143 là loại visa có đóng tiền để bảo lãnh cha mẹ ở nước ngoài đến định cư ở Úc với gia đình và con cái. Các bạn thân mến, khi bảo lãnh cha mẹ ở nước ngoài, người con đứng ra bảo lãnh phải thỏa mãn các điều kiện của chính phủ Úc quy định sau đây. Thứ nhất, người đứng ra bảo lãnh là con cái từ 18 tuổi trở lên hoặc dưới 18 tuổi phải có một hội đoàn đứng ra bảo trợ và bảo lãnh như giáo hội hoặc hội từ thiện. Mở hoặc tức là những người dưới 18 tuổi, có nghĩa là những em nhỏ vì một cái điều kiện nào đó phải đến Úc một mình theo một cái gia đình của một cái người thân mà không có ba mẹ đi theo. Khi các em đến Úc dưới 18 tuổi thì các em sẽ được các hội đoàn như giáo hội hoặc các hội từ thiện sẽ đứng ra đại diện các em để bảo lãnh cha mẹ đến Úc. Đó là dạng những các em dưới 18 tuổi. Còn những người 18 tuổi trở lên đã ở Úc và phải có quốc tịch Úc và đã sống ở Úc từ 2 năm trở lên. Thứ nhất là để bảo lãnh cha mẹ ở nước ngoài đến Úc thì người đứng đơn là người con phải từ 18 tuổi trở lên và phải có quốc tịch Úc và đã sống ở Úc từ 2 năm trở lên mới được quyền bảo lãnh cha mẹ visa 143. Các bạn thân mến, người đứng ra bảo lãnh phải có công việc ổn định về đời sống và tài chính và sẽ chứng minh bằng những giấy tờ của công việc của công ty đang làm hoặc giấy tờ lương hàng tháng mà các bạn đã nhận, hoặc chứng minh là đã có nhà cửa, chủ sở hữu căn nhà, tức là các bạn phải chứng minh được tất cả các cái công ăn việc làm và các bằng chứng về lãnh lương hàng tháng và sở hữu chủ của căn nhà đều bằng những giấy tờ cụ thể. Và tất nhiên, và những chứng từ các căn nhà và các điều kiện như trên và các cước bill, tức là tất cả các cái hóa đơn các bạn phải trả tiền nước điện hàng tháng về căn nhà này và dưới tên của người đứng ra bảo lãnh. Có nghĩa là người đứng ra bảo lãnh phải đủ tất cả các điều kiện về tài chính để bảo lãnh người cha hoặc mẹ của mình ở nước ngoài. Đặc biệt là phải có công ăn việc làm chính thức và phải có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để bảo lãnh cha mẹ.
và người bảo lãnh phải chứng minh được là bảo trợ cho nơi ở của cha và mẹ của mình đến sống ở Úc đầy đủ điều kiện về nhà cửa và tất cả các sinh hoạt về đời sống vật chất của cha mẹ trong thời gian là 2 năm kể từ ngày đến Úc. Tức là các bạn khi bảo lãnh cha mẹ theo diện đóng tiền visa 143 là các bạn phải có đủ cái nơi nhà cửa để cha mẹ ở và tất cả những sinh hoạt đời sống của cha mẹ thì các bạn phải lo trong thời gian là 2 năm khi cha mẹ đến Úc. Bạn phải chứng minh được nhà ở đủ thêm ba mẹ sinh sống và mọi sinh hoạt gia đình cho cha mẹ đầy đủ mọi mặt. Điều này chứng tỏ bạn phải có công ăn việc làm ổn định, có nhà riêng và nhà phải rộng và có đầy đủ phòng ốc, sinh hoạt của cha mẹ và tất cả các sinh hoạt khác về đời sống vật chất trong thời gian là 2 năm kể từ ngày ba mẹ đến. Các bạn thân mến, trong điều kiện vô cùng quan trọng của việc xin visa 143 là bảo lãnh cha mẹ là trong gia đình số con của cha mẹ được bảo lãnh đang ở Úc phải bằng hoặc nhiều hơn số con của cha mẹ ở ngoài nước Úc. Có nghĩa là cha mẹ phải có một số con ở Úc bằng hoặc số con nhiều hơn số con ở nước ngoài, và những người con ở Úc phải là quốc tịch Úc, và số con đang ở nước Úc phải là công dân có quốc tịch Úc hoặc thường trú nhân ở Úc. Đây là điều kiện rất quan trọng các bạn nhé. Trong điều kiện này nói rằng trong gia đình của cha mẹ thì số con của cha mẹ ở nước Úc phải bằng hoặc nhiều hơn số con của cha mẹ có ở ngoài nước Úc, và tất cả các con của cha mẹ ở trong nước Úc phải là những người có quốc tịch Úc và có thường trú nhân ở Úc. Và dĩ nhiên những người này phải có công ăn việc làm rõ ràng và phải cung cấp bằng chứng cụ thể cho Bộ Di trú biết về đời sống kinh tế của các bạn để bảo đảm được rằng các bạn bảo đảm được đời sống của cha mẹ khi đến Úc tối thiểu là 2 năm. Điều kiện khi bảo lãnh cha mẹ visa 143, nếu số con đang ở Úc, tất cả những người này đều có công việc làm ổn định và có thu nhập hàng năm và khai thuế với chính phủ Úc, thì cung cấp những hồ sơ đặc biệt này, chứng từ của các con đến Bộ Di trú Úc, thì đây là hồ sơ của các bạn rất vững và bảo đảm được cái tính chắc chắn rằng hồ sơ của các bạn sẽ được xác. Điều kiện quan trọng là khi xin visa 143 cho cha mẹ thì yếu tố sức khỏe là của cha mẹ là điều quan trọng. Tức là sức khỏe của cha mẹ phải là sức khỏe tốt. Kinh nghiệm cho thấy rằng nếu chúng ta có ý định xin visa 143 bảo lãnh cho cha mẹ thì điều đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị trước là cho ba mẹ kiểm tra sức khỏe trước. Tất cả các cái bệnh của cha mẹ nếu có thì chúng ta phải chữa trị trước cho hết bệnh và bảo đảm rằng sức khỏe ba mẹ tốt. Đặc biệt là bệnh phổi cần phải kiểm tra và chụp hình kỹ trước khi làm hồ sơ xin visa 143. Nói chung chúng ta chuẩn bị tốt những điều kiện này và chúng ta chữa trị trước. Và khi chúng ta xin visa, khi chính phủ Bộ Di trú yêu cầu khám sức khỏe thì chúng ta đã có một sức khỏe tốt. Đây là điều kiện thuận lợi cho chúng ta được dễ dàng đến Úc nhanh hơn. Đó là kinh nghiệm của những người xin visa đi định cư ở Úc các bạn nhé. Nói chung nước Úc là vấn đề bệnh truyền nhiễm rất là một hàng đầu quan tâm của chính phủ Úc. Do đó những bệnh phổi thì chúng ta phải được kiểm tra trước khi chúng ta đến Úc rất nghiêm ngặt.
Nếu chúng ta đã chuẩn bị sức khỏe cho cha mẹ thật tốt, kiểm tra trước khi làm hồ sơ, thì sau khi làm hồ sơ thì các bạn chờ kết quả của bộ di trú thì sức khỏe của cha mẹ cũng được tốt. Kết hợp hai điều này là điều thuận lợi cho các bạn thành công visa 143. Điều quan trọng không kém là lý lịch tư pháp của người được bảo lãnh đến Úc cũng phải cung cấp đầy đủ cho bộ di trú Úc yêu cầu trong hồ sơ. Tức là chính phủ Úc rất cần cái điều lý lịch về của mỗi một bản thân khi đến Úc đều phải rõ ràng và dịch qua tiếng Anh công chứng. Hồ sơ xin visa 143 cần chuẩn bị đầy đủ những yêu cầu của bộ di trú Úc và mọi giấy tờ chứng minh thật rõ ràng, đầy đủ và đều công chứng qua tiếng Anh chính xác của phòng công chứng nhà nước. Sau khi bạn thành công visa 143 cho cha mẹ thì khi đến Úc định cư, quyền lợi của cha mẹ sẽ được hưởng những điều kiện sau đây. Người được visa 143 sẽ trở thành thường trú nhân ở Úc và sau một thời gian chấp hành tốt chính sách của Úc sẽ xin vào quốc tịch Úc và trở thành công dân Úc. Có nghĩa là visa 143 thành công sau khi các bạn bảo lãnh thì cha mẹ của các bạn sẽ trở thành thường trú nhân của Úc. Và sau một thời gian chấp hành tốt chính sách của Úc thì các bạn sẽ xin hồ sơ xin quốc tịch Úc cho ba mẹ để trở thành công dân Úc. Về mặt y tế thì người có một visa 143 sẽ hưởng được những quyền lợi về y tế, sức khỏe như Medicare và chăm sóc sức khỏe và được học tập các ngành nghề mà các bạn thích nếu còn tuổi lao động và làm việc. Nếu ba mẹ là còn đang tuổi lao động thì có thể học những cái ngành nghề mà nếu thích và có thể bắt tay làm việc Úc là điều rất tốt các bạn. Được tự do du lịch trong và ngoài nước Úc. Khi nhận được visa 143 sau 2 năm và có một cái sự chấp hành tốt và các bạn đã xin để trở thành công dân Úc thì sau đó ba mẹ được bảo lãnh những người con khác đến Úc để theo diện toàn tụ gia đình. Đó là điều rất thuận lợi. Ngoài ra sau thời gian thường trú nhân ở Úc sẽ tiếp tục xin đơn gia nhập quốc tịch Úc và trở thành công dân Úc. Khi đã trở thành công dân Úc thì mọi quyền lợi về Medicare, y tế và phúc lợi xã hội cho người con niên ở Úc rất đầy đủ và cuộc sống rất an nhàn. Chính vì thế mà các con rất muốn bảo lãnh cha mẹ đến Úc theo diện visa 143 này. Các bạn thân mến, visa 143 là bảo lãnh ba mẹ có đóng tiền, có nghĩa là với một cái tấm lòng của người con thương ba mẹ thì trong cái visa 143 này có một khoản tiền phải đóng lệ phí cho chính phủ Úc khi xem xét thỏa mãn các điều kiện về đời sống vật chất của người con thì người con sẵn sàng để bỏ ra một số tiền để bảo lãnh cha mẹ đến Úc. Sau thời gian 2 năm ba mẹ sẽ xin vô thường trú ở Úc và sau đó sẽ được định cư ở Úc theo diện vô quốc tịch Úc thì đời sống của ba mẹ sau này có rất nhiều đời sống rất an nhàn và tự tại. Đó là niềm mong của các con khi xin visa này. Các bạn thân mến, Tri Liên xin giới thiệu với các bạn visa 143 bảo lãnh cha mẹ định cư Úc theo diện đóng tiền. Đây là những tư liệu các bạn tham khảo. Khi làm những visa này, các bạn nên liên hệ với tất cả các công ty di trú của nơi mình ở và những công ty nào các bạn tin tưởng sẽ làm hồ sơ và ngắn gọn, nhanh hơn con đường tốt đẹp khi nhận visa 143 các bạn nhé. Thân ái xin thân chào các bạn. Chúc các bạn một ngày bình an bên người thân của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn video clip sắp tới. Trân trọng thân chào các bạn.